Kính thưa quý khách, là chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách cái tấm tranh đồng hồ Di Lặc kéo bao tiền với kích thước là 48 x 1m08, và chúng tôi đã hoàn thiện CPU bóng mờ và sơn cũng tương đối lâu rồi, để cũng bám bụi, chúng tôi vừa mới lau này. Những cái chỗ này là nó bám bụi này, và khi mà lau sạch sẽ đi thì nó lại mới, đúng không? Và đục, quý vị có thể thấy là ông Di Lặc kéo bao tiền nhìn rất là tươi vui, đúng không ạ? Mặt rất là phúc hậu, và cái bụng chứa rất nhiều tiền đấy ạ. Ở trên vai thì vác tiền này, rồi quả đào này, rồi một tải, một bao bị tiền rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Và kết hợp trên đây là cái đồng hồ, thì sau này chúng tôi sẽ có gắn cả máy, cả kim chạy đàng hoàng, quý vị về chỉ việc gắn pin vào thôi là chạy thôi, đúng không ạ? Và phần gỗ thì rất đẹp, quý vị có thể thấy gỗ thì rất khô rồi, gỗ chúng tôi đều làm rất lâu rồi, tranh làm từ năm kia cơ. Và được đục chạm nổi rất là nét, được hoàn thiện rất kỹ, gỗ hương đảm bảo 100% là bền vĩnh cửu. Địa chỉ liên hệ là Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và số điện thoại chúng tôi là 0975 940 966. Địa chỉ cụ thể của chúng tôi đây, tại xưởng của chúng tôi đây, ở Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội đây, uy tín và chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rất nhiều khách hàng đã đến tham quan và mua sắm xưởng của chúng tôi rồi. Bây giờ là gần 10 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2022, đúng không ạ? Một tấm tranh rất nét, rất độc đáo. Quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để được theo dõi nhiều các tác phẩm độc đáo tiếp theo. Và nhớ bấm vào nút chuông để được thông báo nhiều các clip khi chúng tôi đăng tải lên. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.